Xin chào mừng toàn thể các bác trở lại kênh Đặng Tín Naro ngày hôm nay nhá. Và tiếp tục cái video đây. Và ngày hôm nay bên Đặng Tín Naro sẽ lên một cô hình karaoke cho bác chơi Tết nhá. Và anh em nhìn này, hoa hết rồi, chuẩn bị Tết hết nơi rồi. Và đây là một cô hình cực kỳ chất lượng và phân khúc tầm giá em bán cam kết anh em mình với mức giá tốt nhất trên thị trường cho các bác chơi. Và trước mắt đây là một cô hình karaoke gia đình rất phù hợp các bác luôn. Đầu tiên sẽ là một đôi loa của Soud hàng chính hãng, con này sử dụng bát 30 và một chép kèn. Hàng chính hãng luôn nhá, của Soud nhá. Con này giá hãng nó bán là 9.500.000, các bác lên mạng shop các bác biết nhá. Nhưng đến với Đặng Tín Naro cô hình này sẽ giá cực kỳ tốt luôn. Đây một đôi loa Soud này, bát 30 nhá, con này hàng chính hãng luôn, Soud Acoustic. Rất là đẹp, con này tiếng rất là hay luôn nhá. Toàn bộ hàng chính hãng các bác luôn. Và đây, đồng bộ dàn máy các bác, rất đẹp luôn. Gồm 5 thớt. Rất là đẹp. Đầu tiên là một con đẩy Adni TD4002, đây là một dòng đẩy chính hãng của Adni luôn nhá. Em cam kết em hàng chính hãng luôn. Phiên bản màn hình nhá. Tất cả hàng mới chính hãng luôn. Đấy, ghép bộ này rất chất cho bác luôn. Một con vang cơ lái số Soud. Con này phiên bản tiếng Việt nhá. Con này phiên bản tiếng Việt Echo Revert cổng quang Bluetooth. Đấy, đây là một dòng vang có thể nói là hay nhất trong vũ tổng giá hiện nay. Một con lưng tiếng Adni. Đồng đây. Con này đầy đủ cổng quang Bluetooth nhá. Con lưng tiếng này cũng là phiên bản mới nhất, đầy đủ cổng quang Bluetooth luôn. SX6 con này rất là cao cấp này. Một con quản lý nguồn DBX để lock bảo vệ và cắm các thiết bị ở đây rất tiện lợi. Một bộ mic Soud J11 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc. Đấy, bộ mic Soud J11. Và không thể thiếu một con trầm điện bát 30 của Soud nhá. Anh em nhìn thấy này, rất là đẹp nhá. Đối với hàng chính hãng bác nhìn nó rất là đẹp và sang luôn. Đấy, gân cao su nhá, bát 30 trầm gia điện. Trầm gia đình anh em đánh bát 30 con này thì rất hợp lý luôn. Và tổng bộ sản phẩm này em báo giá luôn cho em mình luôn. Tổng bộ sản phẩm gồm 5 thớt trầm và loa chỉ có 23.800.000 thôi. 23.800.000. Bao thấy đẹp rẻ bình luận cho em nhá. Bao thấy cái bộ này combo này vừa đẹp vừa rẻ thì hãy để lại cho bình luận ở dưới. Hãy để lại một comment phía dưới cho em và cho một like. 23.800.000. Và tiếp tục là chương trình đến lắp tại nhà của bác trong bán kính 150 km, đến tận nhà lắp cho con luôn. Rất nhiều cửa hàng người ta ngại lắp, nhưng riêng đến Đặng Tín Naro sẽ đến tận nhà lắp bác. Uy tín đến tận nhà lắp con luôn, xét tại nhà bác. Trong bán kính 150 km, đến tận nhà lắp, em ở Hưng Yên. Đấy. Và anh em đã mua hàng mình em biết rồi. Rất nhiều bộ combo karaoke đến tận nhà lắp con rồi. 23.800.000, gồm 5 thớt, 1 trầm và 1 đôi loa. Đấy, anh em để thấy này. Thực sự đây là một bộ combo em đã bán giá tốt nhất để cho em mình chơi. Có nhiều thiết bị quá đẹp. 23.800.000 một combo như này. Sẽ được bao ship, bác nào miền Nam miền Trung sẽ đặt cọc, em sẽ bao ship tận nơi quá. Còn bác nào miền Bắc này, em sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện. Bác nào khu vực miền Bắc này sẽ cách bán kính 150 km đến tận nơi lắp không luôn. Được chưa? Rất là đẹp nha. Anh em nhìn thấy là combo này. 23.800.000 thôi. 23.800.000, 5 thớt màu trầm. Quá đẹp. Tất cả bảo hành 1 năm hết nhá anh em nhá. Đấy. Và bây giờ cho anh em mình nghe qua chất âm tiếng mic nhá. Em sẽ test qua chất âm tiếng mic cho bác nghe về cái bộ dàn karaoke này. Lắp đặt tại nhà cho bán kính 150 km. Thương quá là thương,
kỷ niệm ngọc ngà và yêu quá là yêu áo đẹp chiều hẹn hò. Nhưng em xuống đang còn say máu, hẹn em khi khắp trời là để hoa có đôi về. Sao bay lên một ngày sau, bay tạm chỉ về lên một ngày sau đây. Nghe qua tiếng mic nha, thực sự với bộ dàn 23.800.000, bao lòng liên hệ ngay cho em nhé, để anh em mình chơi trong dịp Tết này. Đây là một trong những combo em bán giá tốt nhất để cho em mình chơi luôn. Đây gồm 5 thớt thiết bị, một đôi loa sú thẳng chính hãng và một con trầm điện bắt 30 của sú luôn, 23.800.000 thôi. Anh em qua chất nhạc một chút nữa nhé. Quá hay quá. Lời em gái viết trong thư, xuân núi rừng rộn vui, mấy tháng quê khó khăn theo em tặng. Những chiến bên đồng mưa ghi chép nhanh, hình như những gian chốn giờ tiêu tan. Cầu đệ cho em nhá. Quá hay luôn.